Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Buổi học của chúng ta ngày hôm nay là buổi thứ ba của tuần thứ hai. Thế và cũng như lần trước thì ngày hôm nay thầy Hơ Tông Hoan cũng tham gia vào cái buổi học cùng với chúng ta. Thế và buổi ngày hôm nay thì có một cái phần rất là quan trọng trong ngữ pháp tiếng Hàn Quốc, đó là cái phép kính ngữ. Tức là kyungo pop hay còn gọi là chun te pop. Khi mà đối thoại với người Hàn thì chúng ta luôn luôn phải để ý đến cái vấn đề này, tức là phải dùng những cái động từ hay là cái cách nói hay là cái cách xưng hô kính trọng đối với người lớn tuổi hơn. Thế và có thể là chúng ta không cần dùng đến những cái phép kính ngữ này trong những cái trường hợp đối thoại với cả bạn bè hay là những cái người mà ít tuổi hơn hơn mình. Thế và trong tiếng Hàn ấy thì để biểu thị sự kính trọng đối với người đối thoại thì có hai cách. Đó là một là chúng ta đề cao người nghe bằng cách là sử dụng những cái cấu trúc ngữ pháp hay là thêm những cái từ ngữ vào để biểu thị cái sự kính trọng với người ta, hoặc là có một cách nữa đó là tự hạ thấp cái cách xưng hô của chúng ta xuống, từ cái cách xưng hô về mình xuống, thì đó cũng là một cái cách để bạn đề cao cái người đối diện với mình. Thế và khi mà chủ ngữ là những người lớn tuổi hơn hay là người có địa vị cao hơn, hay tóm lại là những người mà chúng ta cần phải tỏ ra sự kính trọng ấy, thì chúng ta thường phải gắn cái từ si vào đằng sau những cái động từ mà chỉ cái hành động của cái người đó. Thế hoặc là chúng ta dùng cái mức độ kính trọng ở bậc cao nhất, ví dụ như là sumnita, hay là trong câu hỏi thì là sumnika. Thế và trong một số trường hợp và hầu như là thường là người ta dùng gắn cả hai cái này vào, tức là chúng ta vừa dùng cái cấu trúc sumnita hay sumnika này, thế nhưng chúng ta vẫn phải gắn cái si vào sau cái động từ mà chỉ cái hành động của cái người đó. Thế và tôi liệt kê ra đây một số những cái trường hợp sử dụng tiêu biểu nhất trong những cái câu hỏi, câu chào hỏi xã giao mà sử dụng những cái nói kính trọng ở bậc cao nhất. Và bây giờ thì thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe những cái trường hợp này nhé. Nè, xin mời câu chào chéo. 안녕하십니까? 안녕하셨습니까? 안녕히 계십시오. 안녕히 가십시오. 어떻게 지내셨습니까? 그동안 잘 지내셨습니까? 총장님이 오고 계십니다. 사장님께서 그렇게 말씀하셨습니까? Và bây giờ thì thầy sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc cùng với thầy nhé. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하셨습니까? 안녕하셨습니까? 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 안녕히 가십시오. 안녕히 가십시오. 어떻게 지내셨습니까? 어떻게 지내셨습니까? 그동안 잘 지내셨습니까? 그동안 잘 지내셨습니까? 총장님이 오고 계십니다. 총장님이 오고 계십니다. 계십니다. 사장님께서 그렇게 말씀하셨습니까? 사장님께서 그렇게 말씀하셨습니까? Đây là một số những cái câu như tôi đã nói với các bạn, đó là câu chào hỏi hay là các cái câu hỏi thăm xã giao thông thường khi mà mới gặp nhau. Thay cho annyeonghaseyo khi chúng ta cũng đây cũng đã là một cái câu chào có kính trọng rồi. Thế nhưng với một số những cái đối tượng mà có thể nói là chúng ta cần phải tỏ ra là kính trọng đặc biệt ý, hay là những cái người mà lần đầu tiên gặp á, thì chúng ta nên dùng là annyeonghaseyo, khi là ví dụ như là chúng ta chào giáo sư chẳng hạn, hay là chào những cái người ví dụ như là giám đốc, hay là những cái người lớn mà chúng ta lần đầu tiên gặp ạ,
thì các bạn nên dùng những cái câu chào này 안녕하십니까. Thế và 안녕하셨습니까, đây nó cái nghĩa thì cũng có lẽ là tương tự nhau thôi. Thế nhưng ở đây thì tôi đã dùng cái động từ ở thời quá khứ, đúng không? 안녕하셨습니까. 안녕하다, nếu mà theo tiếng Hán ấy thì các bạn có thể luận ra đó là từ an ninh. Tức là nếu như trong tiếng Việt của chúng ta thì có thể nói là mạnh giỏi đó. Tức là hay là anh có mạnh khỏe không chẳng hạn, ví dụ thế, hay là mạnh giỏi không ý. Thì ở đây là trường hợp dùng là động từ ở thời quá khứ, chúng ta cũng có thể dùng được như vậy. Hay là 안녕히 계십시오, đây là câu chào của người mà sẽ đi và chào cái người mà ở lại. Kê ở đây có nghĩa là tương đương với cái từ itta đó, nhưng ở dạng kính trọng. Thế còn 안녕히 가십시오, đó là câu chào của người ở lại, thế và chào đối với người đi. Các bạn hãy nhớ để chúng ta phân biệt hai cái từ kê và ka này. Ka thì là đi, thì chúng ta dùng với người mà đi, và chúng ta ở là người, nếu chúng ta là người ở lại chúng ta sẽ phải nói là 안녕히 가십시오. Thế còn với người mà chúng ta là người đi và chào cái người ở lại thì sẽ là 안녕히 계십시오. 어떻게 지내셨습니까? Và 어떻게 지냈어요? Nó có nghĩa tương tự nhau, anh hay là chị có khỏe không? Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta sử dụng với những cái người mà kính trọng ở bậc cao nhất. Hay là 그동안 잘 지내셨습니까? 그동안 là trong thời gian vừa rồi hay là trong thời gian qua đấy. Thì anh hay chị đã sống có khỏe, đã gọi là mọi việc tốt chứ chẳng hạn. Hay là 총장님이 오고 계십니다. 총장님 là hiệu trưởng. Thế còn hiệu phó là gì nhỉ? 부총장님. 부 ở đây là trong tiếng Hán ấy là phó, các bạn thêm cái từ phó vào. Hay là 부총장님 là hiệu phó. Ogo kesimita. Ở đây chính là cấu trúc gì, các bạn có nhận ra không nhỉ? Momo hako itta. Thế nhưng để chuyển sang cái đuôi kính trọng ấy thì cái itta đó nó chuyển thành ke. Ogo kesimita. Ông hiệu trưởng thì đang đi tới. Hay là 사장님께서 그렇게 말씀하셨습니까? 사장님 bình thường thì chúng ta có thể dùng là 사장님은. Thế nhưng để kính trọng ấy thì chúng ta thay cái từ nên đấy là 계서. 그렇게 말씀하셨습니까? Đây là động từ gì nhỉ? 말하다, 말을 하다. Thế nhưng mà chúng ta sẽ dùng 말씀하다 để tỏ sự kính trọng. 그렇게 말씀하셨습니까? Giám đốc đã nói như vậy có phải không? Và chúng ta sang một cái, như ban nãy tôi đã nói, một cái cách thứ hai. Đó là chúng ta sẽ chuyển những cái động từ hay là tính từ mà chỉ cái hành động của cái người mà chúng ta cần kính trọng đó sang cái dạng kính trọng. Ví dụ như là itta thì chuyển sang dạng kính trọng nó sẽ có dạng là 모모 계십니다. Đây là tôi nối, là tôi đã kết hợp liền với cả cái cấu trúc là 모모 비옵니다 hay là 임니다 đó. Chứ còn nếu như chỉ tương đương với từ 있다 thì chuyển sang cái dạng kính trọng của nó là 게. Thế và 자다 tức là gì nhỉ? Ngủ. Thì từ ở dạng kính trọng là 주무시다. 묻다 là hỏi. Thì khi sang dạng kính trọng nó là 여주다. 여주다. 주. 네. 국가인은 추예요? 추. 아, xin lỗi các bạn. 네. Tôi sẽ viết sang bên cạnh cái từ này là âm cái từ triệt là xa là âm bật hơi. Triệt. 여주다. 지읒. 그러니까. 상 지읒이요? 상 지읒. 여주다. Xin lỗi các bạn. Thế và 말하다 thì chuyển sang dạng kính trọng là 말씀하다 là nói. 뭐뭐하다 thì khi chuyển sang kính trọng thì là 드리다. 하다
주다 드리다 주다 말을 하다 말씀 하다 말씀 드림게요 말씀 주다 드리다 네 Thế và có một cái nghĩa nữa như thầy Hơ Tông Hoan vừa mới nói đó là chu đà tức là cho. Thì chúng ta khi chuyển sang dạng kính trọng nó cũng là tư đi tà. Sơn mul chu đà, ví dụ nói là cho bạn, cho bà tặng quà bạn chẳng hạn, cho hay là chu đà nó là cho hay là tặng. Thì sơn mul chu đà, nếu mà cho bạn chin gu ế kế sơn mul chu đà. Thế nhưng khi chúng ta nói là tặng cha mẹ chẳng hạn, bố mẹ chẳng hạn là gì nhỉ? Pumoninke sunmurul tudimida. Đó là cái khác nhau là như vậy. Còn mực tà và tư si à masita là ăn hay là uống đó, thì khi chuyển sang dạng kính trọng cũng nói là tư si tà. Khi mà nói với người lớn tuổi hơn ấy, khi mà ngồi trong cùng mâm ăn ví dụ, thế thì người lớn có thể nói với chúng ta là mgoi. Thế nhưng chúng ta không thể nói lại với người lớn tuổi hơn như vậy, mà chúng ta luôn luôn phải dùng cái từ là tuseo. Tuseo. Mani tuseo là xin hãy ăn nhiều, hay là masike tuseo là xin và gọi là gì nhỉ? Xin hãy ăn ngon. Manata là gì nhỉ? Gặp. Thế và từ ở dạng kính trọng là pepta. Pepta. Hay là eke là với, nó là một cái có thể nói là một cái phụ từ với ai, cho ai. Khi mà chúng ta dùng với người lớn hơn thì chúng ta phải nói là kê. Thế còn chip là nhà đúng không? Thế và khi gọi là muốn kính trọng, tỏ ra sự kính trọng với người đó thì chúng ta dùng chuyển cái từ nhà của người đó sang là thẹt. Thế và chúng ta sẽ đi vào một số những cái ví dụ cụ thể. Và bây giờ thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. 네, 읽어 주십시오. 필요하시면 말씀해 주세요. 저희가 도와드리겠습니다. 네, 감사드립니다. 아버님이 어디에 계세요? 집 안에 계십니다. 할아버지는 뭐 하고 계세요? 주무시고 계십니다. 아, 다시 하시죠. 네, 여기에. 나 thầy sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc theo nhé. 필요하시면 말씀해 주세요. 저희가 도와드리겠습니다. 필요하시면 말씀해 주세요. 저희가 도와드리겠습니다. 네, 감사드립니다. 네. 감사드립니다. 아버님이 어디에 계세요? 아버님이 어디에 계세요? 집안에 계십니다. 집안에 계십니다. 할아버지는 뭐하고 계세요? 할아버지는 뭐하고 계세요? 주무시고 계십니다. 주무시고 계십니다. tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. 필요하시면 말씀해 주세요. 필요하다 là gì nhỉ? Cần. 필요하다 hay là 필요 있다. Thế và từ đối nghĩa của nó là gì? 필요 없다. Đúng rồi. 필요하시면 말씀해 주세요. Nếu cần thì xin hãy cứ nói. 저희가 도와드리겠습니다. Chúng tôi sẽ giúp đỡ. Như ban nãy tôi đã nói với các bạn, đó là có hai cách để tỏ sự kính trọng. Đó là một là đề cao cái chủ ngữ, và cách thứ hai là hạ thấp cái cách xưng hô của mình xuống. Chơi có nghĩa tương đương với cả uri, chúng tôi. Thế nhưng chơi có nghĩa tức là hạ thấp cái cách xưng hô của mình xuống để đề cao người đối diện lên. Chơi ga toa tujikesumita. Thế và ở đây toa tudikesumita đây và cái tục tà là giúp đỡ. Thế nhưng piup nó là piup kunkyuchik, tức là có cái biến đổi bất quy tắc của cái piup, cái phát chim piup, và nó có dạng là toa, thế và kết hợp với cả tudita thì nó sẽ có cái dạng thành là toa tudikesumita, chúng tôi sẽ giúp đỡ.
네, 감사드립니다. 아, vâng, xin cảm ơn. Như ban nãy tôi đã có cái trường hợp mà đưa ra cho các bạn đó là ha tà. Ha tà khi mà chuyển sang dạng kính trọng nó cũng là từ đi tà. Nhẽ ra chúng ta có thể nói là cắm ra hầm nì tà. Thế nhưng ở để tỏ, tức là để tỏ sự kính trọng hơn thì chúng ta có thể chuyển sang là cắm ra từ đi nì tà. Ví dụ thứ ha. À, tức là thầy Hơ Tông Hoa nói là cái từ khám xa hầm nì tà thì được sử dụng nhiều hơn là khám xa tư đình nì tà. Khám xa tư đình nì tà thường người ta sử dụng trong những cái trường hợp mà trang trọng, tức là nói trước nhiều người. Thế và trong những cái buổi lễ trang trọng ấy thì thường là người ta dùng từ khám xa tư đình nì tà. Thế còn thông thường, trong hội thoại thông thường thì người ta thường nói là khám xa hầm nì tà. 아버님이 어디에 계세요? 아버님이 thừa chúng ta nếu có nếu mà với người bình thường với bạn bè hay là với người ít tiểu hơn thì chúng ta có thể nói là 어디에 있어요 đúng không? Thế nhưng đây là 아버님 là bố đấy, cho nên là chúng ta phải dùng ở cái dạng kính trọng là 어디에 계세요. Bố thì đang ở đâu? 집 안에 계십니다. Đang ở trong nhà. Ở đây thì tôi đã dùng từ 집. Thế nhưng mà nếu như chúng ta muốn nói một cách kính trọng hơn nữa thì nói thế nào nhỉ? 댁. 댁에 계십니다. 하 là 댁 안에 계십니다. 할아버지는 뭐 하고 계세요? 할아버지 là gì nhỉ? Ông nội. 뭐 하고 계세요? 뭐 하고 있어요? Hay là 뭐 하고 있으세요? Đúng không? Nếu như chúng ta dùng ở dạng ở cái từ 있다. Thế nhưng ở đây là vì là 할아버지 là ông, thế cho nên chúng ta phải dùng cái kính trọng chuyển cái 있다 sang 계 là 뭐 하고 계세요? 주무시고 계십니다. 주무시다 là cái động từ ngủ ở dạng kính trọng. Ông thì đang ngủ. Chúng ta chuyển sang một số những cái ví dụ tiếp theo trong trường hợp này. Thế và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nhé. 제가 드릴 말씀이 있습니다. 교수님께 그렇게 전해주세요. 교수님께서는 다음에 이야기하자고 말씀하셨습니다. 제가 선생님을 찾아뵙고 직접 여쭤보겠습니다. 차린 것은 별로 없는데 마음껏 드세요. 저희를 환대해 주셔서 감사드립니다. 저희 집에 와 주셔서 고맙습니다. Và bây giờ thì thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc từng câu một và các bạn đọc theo thầy nhé. 제가 드릴 말씀이 있습니다. 제가 드릴 말씀이 있습니다. 교수님께 그렇게 전해주세요. 교수님께 그렇게 전해주세요. 교수님께서는 다음에 이야기하자고 말씀하셨습니다. 교수님께서는 다음에 이야기하자고 말씀하셨습니다. 제가 선생님을 찾아뵙고 직접 여쭤보겠습니다. 제가 선생님은 찾아뵙고 직접 여쭤보겠습니다. 직접 여쭤보겠습니다. 직접 여쭤보겠습니다. 차린 것은 별로 없는데 마음껏 드세요. 차린 것은 별로 없는데 마음껏 드세요. 저희를 환대해 주셔서 감사드립니다. 저희를 환대해 주셔서 감사드립니다. 환대해 주셔서. 환대해 주셔서. 저희 집에 와 주셔서 고맙습니다. 저희 집에 와 주셔서 고맙습니다. Trong những cái ví dụ này. 제가 드릴 말씀이 있습니다. Các bạn thấy là cái bình thường chúng ta nói là 말씀 드리다 đúng không? Thế nhưng ở đây chúng ta nó đã được đổi lên là 드릴 말씀이 있습니다. Có nghĩa là gì nhỉ? Cái 드리다 này nó đã chuyển lên trước cái 말씀, chuyển lên trước danh từ. Thế và nó có cái dạng là ở cái dạng là định ngữ, tức là tôi có chuyện muốn nói hay là tôi có cái lời muốn nói. Còn nếu là 말씀드리다
thì là đơn thuần là nói. 제가 말씀 드리겠습니다 là gì nhỉ? Tôi sẽ nói, tôi sẽ phát biểu một cái gì đó. Thế nhưng 제가 드릴 말씀이 있습니다 thì nó sẽ chuyển thành là tôi có chuyện muốn nói hay là tôi có điều muốn nói. 교수님께 그렇게 전해 주세요. 교수님께 nếu bình thường thì chúng ta sẽ nói là 에게 chúng ta có thể dùng 에게 교수님 에게 nhưng ở dạng kính trọng hơn thì chúng ta phải nói là 교수님께 그렇게 전해 주세요. Xin hãy chuyển lời đến giáo sư như vậy. 전하다 là chuyển. 교수님께서는 다음에 이야기하자고 말씀하셨습니다. 교수님께서는 đây cũng là một dạng kính trọng. Nếu bình thường thì chúng ta chỉ có thể dùng 는 thôi cũng được. 교수님은 đúng rồi. Thế nhưng mà để tỏ sự kính trọng hơn thì chúng ta thêm 계서 vào. 다음에 얘기하자고 말씀하셨습니다. 다음에 là gì nhỉ? Sau, để sau. 이야기하다 bởi vì đây là người ta truyền đạt lại cái lời nói của giáo sư, thế cho nên giáo sư thì có thể đây là nói với học sinh chẳng hạn, thì không cần phải dùng cái từ 말씀하다 hay là 말씀드리다 mà chỉ dùng cái động từ nói thông thường là 이야기하다. Giáo sư đã nói rằng là để lần sau nói chuyện 이야기하자고 말씀하셨습니다. 제가 선생님을 찾아뵙고 직접 여쭤보겠습니다. Tôi sẽ 찾아뵙다 là gì nhỉ? Tìm gặp. 찾다 là tìm đúng không? Và nó kết hợp với 뵙다 là 찾아뵙다. Tôi sẽ tìm gặp 선생님, tìm gặp thầy giáo và 직접 여쭤보겠습니다 và tôi sẽ hỏi trực tiếp. 직접 là trực tiếp. 차린 것은 별로 없는데 마음껏 드세요. 차린 것은 là gì nhỉ? Là đây là trong những cái trường hợp mà khi mà bạn mời khách đến nhà ăn cơm mà bạn chuẩn bị đồ ăn thì người ta thì ở đây trong trường hợp này thì chúng ta có thể dịch là tôi không chuẩn bị cái gì nhiều lắm. 별로 없는데 tức là không có cái gì chuẩn bị nhiều cả. Thế nhưng 마음껏 드세요 tức là hãy tức là xin hãy ăn thật nhiều, maamgeot tức là hết lòng, nếu như dịch sang tiếng Việt là hết lòng, xin hãy ăn thật nhiều hoặc là hết mình đó. 저희를 환대해 주셔서 감사드립니다. Vì 환대하다 ở đây là tiếp đãi nồng hậu, tức là hoặc là trong một số trường hợp chúng ta có thể nói là hiếu khách. 저희를 환대해 주셔서 감사드립니다. Xin cảm ơn vì đã tiếp đại chúng tôi rất là nồng hậu. 저희 집에서 와주셔서 고맙습니다. Cảm ơn vì đã đến nhà chúng tôi chơi. Chúng ta cũng có thể nói là 우리 집 đúng không? Thế nhưng trong trường hợp này để tỏ ra kính trọng thì chúng ta hạ thấp cái cách xưng hô của mình xuống là 저희 집에 와주셔서 고맙습니다. Đó là toàn bộ những cái ví dụ trong trong cái cách dùng 존대법. Và các bạn hãy học thuộc những cái động từ mà chúng ta chuyển sang dạng kính trọng, bởi vì nó được sử dụng rất nhiều trong tiếng Hàn. Trường hợp về ngữ pháp thứ hai trong bài ngày hôm nay của chúng ta đó là 뭐뭐 을 를 주다 và 을 를 드리다. 주다 có nghĩa là cho hay là tặng. Thế và 을 를 주다 là gì nhỉ? Cho cái gì? 을 를 cái danh từ đứng đằng trước 을 를 sẽ có cái nhiệm vụ làm bổ ngữ cho 주다. Cho tức là cho cái gì. Thế và 드리다 nó là dạng kính trọng của 주다. Chúng ta đã vừa mới học xong. Thế và bây giờ thầy Hơ Tông Hoàng sẽ đọc ví dụ cho các bạn nhé. 네, 이거 주세요. 선물을 누구에게 주실 거예요? 나는 동생에게 설탕을 주고 엄마에게 꽃을 드릴게요. 뭘 드릴까요? 녹차 한 잔 주세요. Và bây giờ thì thầy sẽ đọc từng câu và các bạn đọc theo nhé. 선물을 누구에게 주실 거예요? 선물은 누구에게 주신 거예요? 나는 동생에게 설탕을 주고 엄마에게 꽃을 드릴게요. 나는 동생에게 설탕은 주고 엄마에게 꽃을
드릴게요. 뭘 드릴까요? 뭘 드릴까요? 녹차 한 잔 주세요. 녹차 한 잔 주세요. Tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. 선물을 누구에게 드릴 거예요? Ban nãy thầy Hồ Tông Man đã chuyển sang thành 주신 거예요. 주시다. 주신 거예요. Cũng với cái động từ 주다 thế nhưng chúng ta ghép thêm 시다, 시 vào thì cũng là đã là tỏ cái sự kính trọng rồi. Thế và các bạn có thể nếu mà dùng cái mức kính trọng muốn nói kính trọng cao hơn ấy thì chúng ta có thể dùng là 드린 거예요 hoặc là 주신 거예요. Sơn mul là gì nhỉ? Quà đúng không? À, bạn sẽ tặng quà cho ai? 누구에게 tặng quà cho ai? 나는 동생에게 선물을 주고 엄마에게 꽃을 드릴게요. 선탕 là gì nhỉ? Kẹo. Và 동생 là em. Tôi sẽ cho em kẹo và 엄마에게 꽃을 드릴게요. Còn hoa thì sẽ tặng mẹ. Vì là em, thế cho nên là khi mà nói là cho em thì chỉ cần dùng 주다 thôi. Nhưng khi cho nói tặng mẹ thì phải dùng từ 드리다. Ví dụ thứ hai. 뭐 드릴까요? 녹차 한 잔 주세요. 뭐 드릴까요? Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi sẽ mang cho anh cái gì nhỉ? 뭐 드릴까요? Đây là cái câu mà người ta nói khi mà bạn muốn hỏi là hỏi cái người đối diện là uống gì hay ăn gì. 녹차 한 잔 주세요 là gì nhỉ? 녹차 là trà. Thế nhưng mà trà trong tiếng Việt chúng ta trà xanh. Thế và nó ở dạng cái trà ở dạng pha như là trà Lipton của Việt Nam ấy, tức là pha vào cái gói chứ không phải là trà pha như là trà mạng. Ví dụ tiếp theo. Thầy Hơ Tông Man sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt nhé. 새 옷을 입으시네요. 네, 제 이모가 주셨어요. 아버지 생신 때 선물을 뭐 드리면 좋겠어요? 보약을 드리면 좋을 것 같아요. 스승의 날에 선생님께 꽃을 드리려고 합니다. 저도 작은 선물을 준비할게요. Bây giờ thì thầy sẽ đọc lại từng câu và các bạn đọc theo nhé. 새 옷을 입으시네요. 새 옷은 입으시네요. 네, 제 이모가 주셨어요. 네, 제 이모가 주셨어요. 아버지 생신 때 선물을 뭐 드리면 좋겠어요? 아버지 생신 때 선물을 뭐 드리면 좋겠어요? 보약을 드리면 좋을 것 같아요. 보약은 드리면 좋은 것 같아요. 스승의 날에 선생님께 꽃을 드리려고 합니다. 스승의 날에 선생님께 꽃을 드리려고 합니다. 저도 작은 선물을 준비할게요. 저도 작은 선물은 준비한 거예요. 한게요. 작은 선물. 라고 라. 작은 선물. 작은 선물. 새 옷을 입으셨네요. 새 옷 là gì các bạn nhỉ? 옷 là áo. 아, thế và 새 là mới. 새 옷. 새 옷을 입으셨네요. Hôm nay bạn đã mặc áo mới. Áo mới à? 입다 là mặc. Chúng ta cũng có thể nói là 입으시네요. Hay là 입으셨네요. 네, 제 이모가 주셨어요. 이모 là gì? Ở Hàn Quốc ấy thì như trong tiếng Việt của chúng ta thì nếu là em mẹ thì gọi là gì và chị của mẹ thì phải gọi là bác đúng không? Như trong tiếng Hàn ấy thì tất cả đều gọi là 이모. Là tức là đều gọi là có một cái từ thống nhất chứ không chia ra làm gì hay là bác như tiếng Việt của chúng ta. 제 이모가 주셨어요. 지 tôi đã cho. 아버지 생신 때 선물을 모아 드리면 좋겠어요.
Sinh xin ở đây có nghĩa là sinh nhật. Thế nhưng sinh nhật, nếu như mà chị nói khi nói sinh nhật bạn bè thì chúng ta chỉ cần dùng từ sinh il thôi. Sinh il. Thế nhưng mà khi nói với người lớn, với bố mẹ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang cái từ kính trọng hơn là sinh xin. Khi mà sinh nhật của bố thì sơn mu rưu mùa tư trì miên chỗ kết giới ó. Nếu mà tặng quà gì thì tốt nhỉ? Bố yạc cư tư trì miên chỗ hơn cơ cắt thái ó. Bố yạc là thuốc bổ. Yạc là thuốc, đúng không? Nếu mà trong tiếng Hán, theo tiếng Hán ấy, thì yạc có nghĩa là dược. Thế và bố yạc là, nếu mà dịch theo tiếng Hán, dịch nguyên sang là bổ dược á. Bổ dược. Thuốc bổ. Bố yạc cư tư trì miên chỗ hơn cơ cắt thái ó. Có lẽ là tặng thuốc bổ thì tốt. Sư sư người nà đê sơn xanh nìm kê cốt chư thứ đi điều cô hàm nì ta. Sư sư người nà là ngày hiến trương các nhà giáo, ngày của nhà giáo Việt Nam, như ngày của nhà giáo đó. Và cái ngày này của Hàn Quốc là ngày 15 tháng 5. Sư sư người nà đê sơn xanh nìm kê cốt chư thứ đi điều cô hàm nì ta. Vào ngày kỷ niệm của các nhà giáo thì tôi định là sẽ tặng thầy giáo hay là cô giáo hoa. Từ đi điều cô hàm nì ta. Mô mô điều cô ha ta. Định, đúng không? Cấu trúc này các bạn đã học rồi. Chờ tôi chạc cân sơn mù rưu chuẩn bị hai kèo. Tôi cũng sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ. Chạc ta là nhỏ. Chạc cân sơn mù. Chạc cân nó đã chuyển sang cái vị trí là định ngữ đứng trước sơn mù. Thế và chuẩn bị ha ta là chuẩn bị. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái trường hợp ngữ pháp khác, một cấu trúc khác, đó là mùa mua ul rư tha tạ. Đi hay là lên một cái phương tiện giao thông nào đó. Tha tạ, các bạn phải chú ý là nó sẽ luôn luôn dùng với ul rư, tức là đi cái gì, chứ không phải là đi bằng gì. Đi bằng gì thì chúng ta sẽ dùng ka tạ. Thế và mùa sư rô, mùa mùa ư rô là đi bằng phương tiện gì. Thế nhưng khi mà dùng tha tà thì chúng ta luôn luôn phải dùng với ân rư, tức là đi cái gì. Mùa sư than cái ố. Xin lỗi các bạn, bây giờ thì thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe. Tôi theo thói quen thì đã bị đọc. Nè, xin thầy nghe đi câu chú xéo. Mùa sư than cái ố. 택시를 탑시다. 버스를 타셨어요? 아니요. 비가 와서 지하철을 탔어요. Và thầy sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc theo nhé. 네, 다시 한번 해주세요. 무엇을 탈까요? 무슨 탈까요? 택시를 탑시다. 택시를 탑시다. 버스를 타셨어요? 버스를 탔었어요? 아니요. 비가 와서 지하철을 탔어요. 아니요. 비가 와서 지하철을 탔어요. 아, muốn thang cái ó. Đây là một câu hỏi đúng không? Chúng ta sẽ đi cái gì bây giờ nhỉ? 택시를 탑시다. Chúng ta hãy cùng đi taxi. 뭐 뭐 탑시다. Nó như là một câu rủ. 택시를 탑시다. Chúng ta hãy cùng lên taxi. 버스를 타셨어요? Anh đã lên taxi lên xe buýt chưa? 버스 là xe buýt. 아니요. 비가 와서 지하철을 탔어요. Không, bởi vì là 비가 와서, bởi vì là trời mưa thì cho nên là tôi đã 지하철을 탔어요. Tôi đã lên tàu điện ngầm. 지하철 là tàu điện ngầm. Trời mưa thì thường là đường rất là trơn thì cho nên là nó dễ tắc cũng như là dễ xảy ra tai nạn, thì cho nên là người ta thường đi tàu điện ngầm vào trời mưa. Chúng ta chuyển sang một số những cái ví dụ tiếp theo và mời thầy Hơ Tông Man sẽ đọc cho các bạn nghe nhé. 무엇을 타고 왔어요? 기차를 타고 왔습니다. 어디에서 버스를 타세요? 회사 앞에서 타요. 제주도에 여행 가면 재미있는 것이 뭐 있어요? 말을 파는 것이 아주 재미있어요. Và bây giờ thầy sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc cùng.
무엇을 타고 왔어요? 무슨 타고 왔어요? 무엇을? 무엇을 타고 왔어요? 기차를 타고 왔습니다. 기차를 타고 왔습니다. 어디에서 버스를 타세요? 어디에서 버스를 타세요? 회사 앞에서 타요. 회사 앞에서 타요. 제주도에 여행 가면 재미있는 것이 뭐 있어요? 제주도에 여행 가면 재미있는 것이 뭐 있어요? 말을 타는 것이 아주 재미있어요. 말은 타는 것이 아주 재미있어요. 무엇을 타고 왔어요? 아, bạn đã đi bằng đi gì đến đây? Đi cái gì và đến đây? 기차를 타고 왔어요. Tôi đã đi tàu đến. 기차 là tàu. Nếu như các bạn chuyển sang, chúng ta muốn dùng cái từ 가다 cũng với cái nghĩa là đi thì chúng ta sẽ phải nói như thế nào nhỉ? 기차로. 무엇으로. 무엇으로 왔어요? Đúng không? Là bạn đã đến bằng gì? Bằng phương tiện gì? 기차로 왔습니다. 가다 hay là 오다 thì chúng ta đều phải dùng với 으로. Thế còn trong trường hợp dùng 타다 thì các bạn nhớ là chúng ta phải dùng 은을. Ví dụ thứ hai, 어디에서 버스를 타세요? À, anh đã lên xe buýt ở đâu? 회사 앞에서 타요. Tôi đã lên ở trước công ty. 회사 là công ty và 앞에 là đằng trước. Thế còn đằng sau là gì nhỉ? 뒤에. 뒤에. 앞에, 뒤에. Và ở bên cạnh là gì nhỉ? 옆에. 옆에. 옆에 là bên cạnh, 뒤에 là đằng sau và 앞에 là đằng trước. 제주도에 여행 가면 재미있는 것이 뭐 있어요? 제주도 là một cái hòn đảo rất là nổi tiếng, một hòn đảo du lịch rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Các bạn đã biết rồi, 제주도에 여행 가면 nếu mà đi du lịch ra đảo 제주도 thì có cái gì thú vị không? 재미있는 것이 뭐 있어요? 말을 타는 것이 아주 재미있어요. 말을 타다 là gì nhỉ? Cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Mà ngoài các cái nghĩa là lời nói ra thì nó còn có nghĩa là con ngựa nữa. 말을 타는 것이 아주 재미있어요. Cái việc cưỡi ngựa thì rất là thú vị. Và tương tự như cái trường hợp này là khi mà nói về đi hay là lên hay là xuống cái phương tiện thì chúng ta có một cái cấu trúc nữa là 뭐뭐에서 내리다. 내리다 là xuống. Thế và 뭐뭐에서 내리다 tức là xuống tại đâu, tại một địa điểm nào đó. Các bạn đã xem những ví dụ cụ thể nhé. Và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lần. 어디에서 내리세요? 서울대학교 앞에서 내릴게요. 여의도 공원에 가려면 어디에서 내려야 돼요? 여의도역에서 내리면 됩니다. 다음 정류장에 내릴까요? 네, 다음 정류장에서 내립시다. 네, 지금 한 문장씩 읽어 주실 거예요. 그리고 그 여러분은 따라 읽어 보세요. 어디에서 내리세요? 어디에서 내리세요? 서울대학교 앞에서 내릴게요. 서울대학교 앞에서 내릴게요. 여의도 공원에 가려면 어디에서 내려야 돼요? 여의도 공원에 가면 가려면 어디에서 내려야 돼요? 여의도역에서 내리면 됩니다. 여의도역에서 내리면 됩니다. 다음 정류장에 내릴까요? 다음 정류장에 내릴까요? 네, 다음 정류장에서 내립시다. 네, 다음 정류장에서 내립시다. 아, 만약에 cái ví dụ này. 어디에서 내리세요? Anh hay là chị xuống ở đâu vậy? 서울대학교 앞에서 내릴게요. Tôi sẽ xuống ở 서울대학교 앞에. Tức là gì nhỉ? Trước cổng trường Seoul, trường đại học Seoul. Như các bạn thấy ở bên cái tranh bên cạnh đó là chính là cổng trường đại học Seoul. 여의도 공원에 가려면 어디에서 내려야 돼요?
Khi mà các bạn đi xe buýt chẳng hạn, mà chúng ta không biết là chúng ta muốn đi đến Yeouido Gongwon. Gongwon là gì nhỉ? Công viên Yeouido, mà chúng ta không biết là phải xuống ở bến nào, thì chúng ta có thể hỏi cái người lái xe như vậy, hoặc là hỏi người bên cạnh. Yeouido Gongwon e gareumyeon eodieseo naereoya dae-yo. Nếu như mà muốn, hay là nếu như định đến công viên Yeouido thì eodieseo naereoya dae-yo, tôi sẽ phải xuống ở đâu. Naereoya dae-yo, tôi đã kết hợp từ naerita với cái cấu trúc mùa mua a ơ ya thuế tà, tức là phải như thế nào đó, phải mùa mua, phải xuống ở đâu thì mới được. Yeouido yeokkaeseo naerimyeon daemnida, bạn có thể xuống ở ga Yeouido. Yeok có nghĩa là ga. Daeum jeongyujang-e naerinkkayo, jeongyujang tức là bến xe buýt đó. Chúng ta sẽ xuống ở bến xe buýt sau nhé, ở bến sau nhé. 네, 다음 정류장에서 내립시다. Vâng, chúng ta hãy xuống ở bến sau. 내립시다, nó là một câu rủ đúng không? Đó là những cái cách nói khi mà bạn đi bằng phương tiện gì, lên hay là xuống xe. Thế và sau đây là cái cấu trúc mùa mua a ơ ya ha ta, tức là phải làm gì. Đây chỉ đơn giản như nó cũng gần như là một cái từ thôi, các bạn kết hợp với cả động từ, và đằng trước là trước cái động từ đó thì các bạn phải kết hợp với được cái a hay là ơ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem những cái ví dụ cụ thể nhé, và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt. 네, 읽어주세요. 내일 학교에 안 가도 돼요? 중요한 수업이 있어서 꼭 가야 돼요. 요즘에 취직하려면 영어를 잘 알아야 해요. 그래서 열심히 공부해야 하지요. 늦었는데 왜 안 주무세요? 내일 중요한 회의가 있어서 자료를 준비해야 해요. 그래도 건강을 생각해야 하지요. 내일 내가 일찍 일어나야 해요. Thế là bây giờ thầy sẽ đọc lại và các bạn đọc theo nhé. 내일 학교에 안 가도 돼요? 내일 학교에 안 가도 돼요? 중요한 수업이 있어서 꼭 가야 돼요. 중요한 수업이 있어서 꼭 가야 해요. 요즘에 취직하려면 영어를 잘 알아야 해요. 요즘에 취직하려면 영어를 잘 알아야 해요. 알아야 해요. 알아야 해요. 알아야. 알아. 알아. 야. 알아야 해요. 알아야 해요. 그래서 열심히 공부해야 하지요. 그래서 열심히 공부해야 하지요. 늦었는데 왜 안 주무세요? 늦었는데 왜 안 주무세요? 내일 중요한 회의가 있어서 자료를 준비해야 해요. 내일 중요한 회의가 있어서 자료를 준비해야 해요. 그래도 건강을 생각해야 하지요. 그래도 건강은 생각해야 하지요. 내일 내가 일찍 일어나야 해요. 내일 내가 일찍 일어나야 해요. 그래서 tôi sẽ giải thích những cái ví dụ này. 내일 학교에 안 가도 돼요. Là gì nhỉ? Ngày mai không đi đến trường cũng được phải không? 안 가도 돼요. 뭐 뭐 아 어 또 되다. Đây là một cái cấu trúc. Dù như thế nào đó cũng được có phải không? Ngày mai tôi không đi đến trường cũng được có phải không? 중요한 수업이 있어서 꼭 가야 돼요. 중요하다 các bạn đã học rồi là quan trọng đúng không? Ngày mai thì vì có một cái buổi học quan trọng, 중요한 수업이 있어서 꼭 가야 돼요. 꼭 là nhất định, chắc chắn là tôi phải đi thì mới được.
Ở đây các bạn thấy là cái cấu trúc nó là kaya theo chứ không phải là kaya hata. Hai cái cấu trúc này thì nó chỉ khác nhau một chút, tức là trong khi mà chúng ta dịch nó là, tức là phải làm một cái việc gì đó thì mới được, hay là nếu như mà mua ayo hata thì chúng ta chỉ dịch là phải làm một cái việc gì đó thôi. Nhưng mà người Hàn ấy thì thường nói cái cấu trúc mua ayo thuê tả nhiều hơn, tức là phải làm một cái việc gì đó mới được, dùng sử dụng cái cấu trúc đó nhiều hơn. Phải à, heo, không sao. Phải à, heo. Nè. Phải à, thuê. Phải. 취직하려면 영어를 잘 알아야 해요. 요즘에 là gần đây hay là dạo này. 취직하려면 nếu mà muốn xin được việc làm thì 영어를 잘 알아야 해요. Tức là phải giỏi tiếng Anh, phải biết giỏi tiếng Anh. 그래서 열심히 공부해야 하죠. Bởi vì vậy mà phải học thật là chăm chỉ. 열심히, chăm chỉ. Thế và ở 열심히 nó có cái dạng là phó từ. Thế cho nên là nó sẽ luôn luôn đứng trước động từ. 늦었는데 왜 안 주무세요? 늦었는데 là gì nhỉ? Ngủ dậy muộn. 늦다 là muộn. Muộn. Đã muộn rồi, thế tại sao mà vẫn chưa ngủ? Đã muộn rồi nhưng tại sao vẫn chưa ngủ? 늦었는데 왜 안 주무세요? 내일 중요한 회의가 있어서 자료를 준비해야 해요. Ngày mai tôi có một cái buổi họp quan trọng. 중요한 회의가 있어서, vì có một buổi họp quan trọng. Thế cho nên là 자료를 준비해야 해요. 자료 là tài liệu. Vì có một cái buổi họp quan trọng, thế cho nên là tôi phải chuẩn bị tài liệu. 그래도 건강을 생각해야 하죠. Mặc dù vậy, 그래도, dù như vậy. Dù như vậy thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe chứ, anh cũng phải nghĩ đến sức khỏe chứ. 내일 내가 일찍 일어나야 해요. Ngày mai tôi phải làm gì nhỉ? Tôi sẽ phải dậy sớm. 일어나다, dậy sớm. 일찍 là dậy, à là sớm, còn 일어나다 là ngủ dậy. Và chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc cuối cùng của bài ngày hôm nay. 뭐뭐 하는지. Đây là khi chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc này kết hợp với cả động từ. Thế và một cái cấu trúc ở đằng đuôi đằng sau là 얼마나 됐습니까? Nếu như với trường hợp là câu hỏi, hoặc là với trường hợp là câu trả lời, câu khẳng định ý, thì là 뭐뭐 하는 động từ này, xong đó 뭐뭐 하는지 và kết hợp với 되다 thì có nghĩa là khi với câu hỏi thì nó sẽ có cái nghĩa là được bao lâu. Thế và trong câu trả lời là được, xong chúng ta thêm cái thời gian vào là được bao, trong cái thời gian bao lâu như đó. Thế và 뭐뭐 하는지 chúng ta sẽ kết hợp như thế nào nhỉ? Nếu như cái động từ đó không có받침, tức là không có phụ âm cuối, thì chúng ta sẽ kết hợp thẳng với cả, kết hợp thẳng cái niền vào động từ. Thế còn nếu như cái động từ đó có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ phải thêm ưn và ư, thế và thêm niền ở dưới là vàng nữa là ưn chi. Các bạn xem ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu ngay. Và thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt nhé. Câu chú xéo. 한국에 온 지 얼마나 되셨습니까? 저는 한국에 온 지 3개월 되었습니다. 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 공부한 지 1년 됐어요. 그 남자하고 사귄 지 얼마나 됐어요? 2년 반 정도 됐어요. Và bây giờ thầy sẽ đọc lại từng câu một và các bạn đọc theo nhé. 한국에 온 지 얼마나 되셨습니까? 한국에 온 지 얼마나 됐었습니까? 저는 한국에 온 지 3개월 되었습니다. 저는 한국에 온 지 3개월 되었습니다. 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 공부한 지 1년 됐어요. 공부한 지 1년 됐어요. 그 남자하고 사귄 지 얼마나 됐어요?
그 남자하고 사귄 지 얼마나 됐어요? 2년 반 정도 됐어요. 2년 반 정도 됐어요. 아, các bạn chú ý là khi chúng ta đọc cái từ 되다 chúng ta không nên đọc là 됐어요 mà là 됐어요. 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 한국에 온 지 얼마나 되셨습니까? 아, như vậy là cái niên chi này nó đã kết hợp với cái động từ ô tà, tức là đến. Chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? Anh đến Hàn Quốc đã được bao lâu rồi? 저는 한국에 온 지 3개월 되었습니다. 아, tôi đến Hàn Quốc đã được bao lâu nhỉ? 3 tháng, 3개월. Các bạn nhớ là nếu khi chúng ta nói là 3월 thì nó sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Là tháng 3. Thế nhưng mà khi chúng ta thêm cái từ ke vào giữa là 3개월 thì nó sẽ trở thành là 3 tháng. 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 니은 지 đã kết hợp với động từ 공부하다. Thế và anh đã học tiếng Hàn Quốc được bao lâu rồi? 공부한 지 1년 됐습니다. 1년 됐어요. Tôi đã học được 1 năm. 그 남자하고 사귄 지 얼마나 됐어요? 사귀다 nó là động từ kết bạn. Thế nhưng mà ở đây chúng ta có thể hiểu là tức là trong tiếng Việt ý thì là tức là cái quan hệ khi mà quan hệ hai người nam nữ yêu nhau ấy thì người ta dùng cái động từ sakita này. Nó tức là nói như thế này chúng ta có thể hiểu là bạn đã yêu cái người con trai đó được bao lâu rồi. 2년 반 정도 됐습니다. 2년 반 정도 됐어요. 2년 반 là gì nhỉ? 반 có nghĩa là 2 năm rưỡi. Tiếng Hán ý, có nghĩa là bán. Gì theo tiếng Hán là bán, tức là một nửa. 2년 반 tức là 2 năm rưỡi. 2년 반 정도 됐어요. Khoảng, được khoảng 2 năm rưỡi. Thế và các bạn sẽ xem những cái ví dụ cuối cùng trong cái cấu trúc này nhé. Thầy Hơ Tông Hoan sẽ đọc cho các bạn nghe một lượt. 네, 읽어주세요. 이 집에 사신 지 몇 년 되셨습니까? 20년 정도 됐습니다. 여기에 일을 한 지 얼마나 되셨어요? 한 6개월 됐어요. 아, và bây giờ thầy sẽ đọc lại từng câu và các bạn đọc theo nhé. 이 집에 사신 지 몇 년 되셨습니까? 이 집에 사신 지 몇 년 되셨습니까? 20년 정도 됐습니다. 20년 정도 됐습니다. 여기에 일을 한 지 얼마나 되셨어요? 여기에 일을 한 지 얼마나 됐었어요? 여기에서 서. 네. 여기에서. 여기에서. 아, 여기에서 서. 여기에서 일을 한 지 얼마나 되셨어요? 여기에서 일은 한 지 얼마나 됐었어요? 한 6개월 됐어요. 한 6개월 됐어요. 아, 이 집에 사신 지 몇 년 되셨습니까? Bạn đã sống ở ngôi nhà này bao nhiêu năm rồi, đúng không? 사신 지 살다 ở đây chính là động từ sống, 살다. Thế nhưng chúng ta cho cái từ si kính trọng vào và cái đuôi liền này đã bị biến mất do là kết hợp với cả siot, cái từ mà có siot ở đằng sau. Thế cho nên nó có dạng là 이 집에 사신 지 몇 년 되셨습니까? Anh đã sống ở cái nhà này bao lâu? Nếu như chúng ta bỏ cái từ xin đi, cái từ si đi, tức là cái từ kính trọng đi thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? 이 집에 산 지, đúng không? 산 지. Khi liền, cái đuôi liền mà đằng sau nó là niền hay xiọt thì nó sẽ bị biến mất đi. Đó là cái punctuation của cái bát xin liền. 20년 정도 됐습니다. 20년 정도 là bao nhiêu? Khoảng 20 năm, đã được khoảng 20 năm rồi. Ở đây là trong câu trả lời thì người ta đã lược bỏ đi cái vế đằng trước là tôi đã sống ở ngôi nhà này được 20 năm rồi. Nếu như các bạn nói một cách đầy đủ thì là gì nhỉ? 이 집에 사는 지 20년 정도 됐습니다. 여기에서 일을 한 지 얼마나 되셨어요?
여기 là gì nhỉ? Ở đây đúng không? Ở đây. Bạn đã làm việc ở đây được bao lâu rồi? Han 6개월 됐어요. 6개월 là 6 tháng và han 6개월 là gì nhỉ? Khoảng 6 tháng. 6개월 정도 됐어요 hoặc là han 6개월 됐어요 đều được cả. Nó đều có nghĩa là khoảng. Đó là toàn bộ bài học của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi học lần sau nhé. Xin chân ái chào các bạn. 수고하셨습니다. 안녕하세요.